Vào đúng ngày đám cưới, cô ấy bỏ tao. Tại sao vậy? Còn bạn bè, người thân của tao, làm sao như vậy được? Vậy mà tình yêu của tao vượt qua biết bao sóng gió mới có được. Nhưng mày nói đúng, tao khóc, tao khóc cho một tình yêu đã chết. Vô đi. Dạ, tại vì con lên Sài Gòn á, con mua một ít hàng để về làm tóc cho tiệm của con. Nên sẵn đây con ghé thăm bác. Vậy hả? Dạ. Má ơi. Thịnh. Đây là Thịnh con bác mà bác nói con đó. Dạ. Còn đây là cô Dân, con của bác Lộc ở Phan Thuyết đó con. Ừ. Ngồi ngồi đi Thịnh, ngồi đi. Dạ. Con nè, Dân á, làm ở tiệm uống tóc mà má nói đó. Trời ơi, giỏi tay nghề lắm nha. Hiền lành mà ta nói ngoan ngoãn dữ lắm. Chào Dân. Chào anh. Thịnh á, làm ở công ty, làm quản đốc phân xưởng. À má. Đây, Thư là em gái của tôi đó. Chào em. Chào chị. Con, đây là chị Dân mà má nói với con rồi đó. Chị Vân làm tóc hả má? Dễ thương quá à. Em là người mẫu á. Ủa, em là người mẫu hả? Dạ, em thích được làm tóc lắm. Mỗi lần lên sân khấu, em thích làm một kiểu tóc mới á. Vậy hôm nào để chị làm tóc cho em nha. Thiệt hả chị? Dân ở nhà chơi, tôi đi làm. Chị Vân, thôi bây giờ chị lên đây rồi thì chị ở lại ăn cơm với má với em. Rồi chiều chị em mình đi chợ Sài Gòn nha. Em cũng có chút đồ muốn mua mà. Đi chị nha. Thì vậy đi ha Dân ha. Dạ. Theo tôi thì việc lấy công nhân với tụi lao động là sai. Anh nói sai thì dễ, nhưng anh hãy nhìn coi, rất nhiều gia đình có con em 15-16 tuổi. Nếu ta bố trí cho các em này làm những việc phù hợp, như là dán giày nè, coi xe nè, thế thì bản chất tốt hơn nhiều cho xã hội chứ anh. Nhưng các em phải được đi học chứ. Nhưng mà gia đình các em thì không có điều kiện, xã hội thì chưa đủ giàu để nuôi các em. Giả lại chính các em cũng không có khả năng để nuôi nổi bản thân mình, vậy làm sao đi học? Thôi tạm gác lại đã. Liên Hợp Quốc còn đang tranh cãi mà. Chào anh. Chào Kiên. Bên tổ xe đề xuất mua thêm một container nữa. Được rồi, để tôi coi lại đề xuất tới sau nha. À anh Thịnh, hay là em với anh xuống kho hàng xem có cần mở rộng kho không? Mình đi. Chào anh. Đi anh. Đừng chạy theo bong bóng xà phòng, nó lung linh sắc màu nhưng dễ vỡ lắm. Có bong bóng thiệt kế bên cạnh anh, sao anh không chịu chứ? Nhưng mà quả bong bóng này có ba dòng em không hợp với anh. Làm cho tôi thèm lắm. Thôi, người ta không thích thì thôi. Quả bóng tròn là của anh nè. À.
sao vậy? Hả? Bà có sao không? Thôi được rồi, bà vô trong đi. Có sao không? Dạ, ông để tôi làm cho. Được rồi. Mấy tháng gần đây công ty cho ra đời những sản phẩm mới, nhưng mà doanh thu vẫn không cao. Tôi nghĩ là chất lượng sản phẩm của mình chưa đáp ứng được nhu cầu. Tôi nghe nói ở Phan Thiết có một gia đình làm giày rất nổi tiếng từ năm 1956. Chủ gia đình đã giỏi đến mức mà cả những doanh nghiệp và những nghệ sĩ nước ngoài đến đặt làm giày. Tôi muốn ra để học hỏi kinh nghiệm. Người ta đi đông đi tây, nước này nước nọ để học. Còn anh, sao anh lại muốn về một làng nông thôn miền Trung? Tất nhiên mà phải học, học những cái gì tân tiến và hiện đại nhất. Nhưng tôi không hiểu tại sao một gia đình ở làng quê lại có thể làm được như vậy. Chắc chắn là họ phải có bí quyết gì đó. Tôi định xin nghỉ phép vài ngày và đi bằng tiền túi của mình. Anh đã quyết tâm như vậy thì tôi ủng hộ. Nhưng anh sẽ đi bằng kinh phí của công ty, thậm chí cứ lấy ô tô của công ty mà đi. Tôi nghĩ không cần đâu. Nhất định là việc học không cần phải vô chương vậy đâu. Tôi hiểu rồi. Thậm chí nếu để học được bí quyết gia truyền của người đó, anh sẵn sàng làm rể của người ta, có đúng không? Tôi định nếu ông chủ làm vậy có con gái thì tôi sẽ cưới con gái ông ta và xin cơ lập nghiệp ở đó luôn. Vậy thì cô ca sĩ của chúng ta... Tôi và Ngọc không còn gì cả. Anh có thể không còn, nhưng Ngọc thì không đâu. Là phụ nữ tôi hiểu mà. Nếu họ đã yêu thì họ sẽ chết với mối tình đó. Cô ấy đi nhà sĩ Hoàng. Đó không phải là tình yêu. Cô ấy có tâm hồn nghệ sĩ, và ông Hoàng đã đốt lên ngọn lửa đó. Nhưng nó sẽ mau chóng tàn lụi thôi. Cô nói như là một chuyên gia tâm lý tình yêu vậy. Vậy còn chuyện tình cảm với cô và Kiên? Kiên, chúng tôi không yêu nhau. Anh không tin. Kiên yêu tài sản của ba má tôi. Còn tôi, giữa bầy công phượng dây quanh, tôi chọn Kiên bởi vì anh ta hiền lành và cũng khá toàn diện. Thật ra thì anh ta cũng không biết là anh ta đang yêu một người. Một người mà anh ta tưởng là anh ta đang đùa giỡn. Ai? Anh cũng quan tâm điều đó sao? Ở công ty mình à? Không. Có liên quan tới tôi không? Hình như là có. Như vậy mà cô để yên sao? Dù sao thì cô và Kiên cũng là...
Vậy thì anh nói tôi phải làm gì cô gái kia? Thì ít ra cũng phải làm gì đó chứ. Vậy nếu là anh thì anh sẽ làm gì? Có lẽ tôi không làm gì hết. Đúng. Như trường hợp với ông Hoàng đó. Ở các nước khác thời xưa chắc chắn là sẽ có một cuộc đấu súng giữa anh và ông Hoàng rồi. Thật lòng thì tôi thích như vậy, dữ dội và lãng mạn. Thôi được rồi, tôi về đây. Chào anh. Chào cô. Alo, Tài Vũ đó hả? Dạ em nghe nè chị. Ừ, ứng tiền cho anh Thịnh đi Phan Thiết đi. Dạ khoảng bao nhiêu vậy chị? Bao nhiêu à? Anh ấy đề xuất bao nhiêu thì chi bấy nhiêu cho tôi. Dạ em biết rồi chị. Ừ. Đề xuất bao nhiêu thì chi bấy nhiêu. Tao chưa thấy mày ưu ái ai như ông Thịnh nha. Thì sao? Có gì không? Không lo làm việc mà cứ đi khắp nơi bu dư lê không à? Làm việc bị căng thẳng thì phải có lúc giải trí cho đầu óc nó sáng lên chứ. Mày không thấy dạo này đầu óc tao sáng như đèn nê ông hả? Nè, tao thấy mày á không yêu lão Kiên nữa, nhường tao đi. Hơi, ý kiến cũng mới mẻ, táo bạo đó. Đương nhiên, chuyên gia tình ái mà. Hơi. Mà sao mày không yêu ông ta nữa? Tao thấy ổng đẹp trai, lãng mạn. Vậy liệu anh Kiên có yêu mày không? Tất nhiên là